Ok, hi xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Cá Đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới. Chúng ta có thể chế tạo được nhiều loại kiếm cực mạnh trong Minecraft. Đặc biệt trong cái database này, chúng ta có thể chế tạo được thanh kiếm có thể tạo ra những công trình trong Minecraft. Đó, ghê không, ghê không? Rồi, không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu sinh tồn và chế tạo những thanh kiếm đó cho mọi người xem nha. Và chúng ta sẽ cố gắng tiêu diệt con rồng Ender bằng những thanh kiếm đó nha mọi người. Let's go. Chỉ có vài thanh kiếm trong database này thôi, nhưng mà nó cũng khó để chế tạo mọi người à. Đầu tiên mình sẽ chế tạo thanh kiếm làm bằng kính. Thanh kiếm này có tên là thanh kiếm tàng hình mọi người à. Thì muốn có thanh kiếm này thì chúng ta cần phải có kính đúng không? Trước hết là mình sẽ làm dụng cụ các kiểu đã. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xuống phía dưới hang. Chúng ta đào khoáng sản. Rồi làm vài số thứ luôn. Có kiếm thì chúng ta cần phải có giáp đúng không? Nhưng mà giáp thì chúng ta làm bằng giáp sắt. Hoặc là nếu mà chúng ta may mắn thì chúng ta sẽ có giáp kim cương. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ có giáp sắt thôi. Chứ kim cương làm gì tìm được 24 viên đúng không? Mình đâu có cài database hack game đâu. Mình chỉ là cài database về kiếm thôi. Mình spawn ở chỗ rừng thông. Chỗ này thì không có dân làng luôn. Trời ơi, xung quanh toàn là cây thông. Ê, rồi trước hết là mình sẽ nung cát lên. Mình chế tạo kiếm tàng hình cho mọi người xem. Chúng ta đặt cái crafting ra ngoài. Chế tạo cái lò nung. Rồi mình sẽ chế tạo một cây sẩy. Đó, mình đi đào cát này. Ở đây có bí ngô nè mọi người. Có bí ngô chắc là có dân làng gần đây. Mình nghĩ là vậy. Ở đây có một tí than nè. Mình đi qua bên đây mình đào tí than luôn nha. Trước hết là mình sẽ chế tạo cây cúp đá đã. Đào cho nó lẹ mọi người. Kiếm này là kiếm bình thường nha, không có chức năng đặc biệt gì nha mọi người. Nhìn nè mọi người. Đúng là Minecraft ha. Ở dưới này có than không? Nếu mà có than ở dưới này mình khỏi phải leo lên kia mình đào. Ui, cái hang kìa, vãi à. Ok, đào chỗ than này xong thì mình sẽ xuống phía dưới mình nung cát lên để mình làm kính này. Chỉ cần hai miếng kính thôi là mình có thể chế tạo được thanh kiếm tàng hình. À đúng rồi mọi người ạ, sẵn tiện mình đào một tí cát luôn. Lát nữa mình chế tạo TNT để mình chế tạo kiếm TNT mọi người ạ. Đó, TNT thì mình cần cát với lại là thuốc súng đúng không? Thuốc súng thì nếu mà trời tối thì chúng ta sẽ đi tiêu diệt Reaper để chúng ta lấy thuốc súng ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nung cát lên này. Đây. Rồi mình sẽ chế tạo một tí đuốc luôn. Bây giờ mình sẽ chặt thêm một tí gỗ nữa. Mình sẽ làm một cây rìu đá. Đây, có rìu đá luôn. Và đây chúng ta đã có hai miếng thủy tinh và bây giờ mình sẽ chế tạo cây kiếm tàng hình. Đó, đây là kiếm tàng hình nha mọi người. Nói chung là database này nó chỉ là có chức năng trong mấy cây kiếm này chứ nó không kiểu có ngoại hình mọi người hiểu không? Cây kiếm thì nó y chang kiếm sắt vậy á, nhưng mà nó là kiếm tàng hình mọi người ạ. Tác giả này lười làm ngoại hình cho cây kiếm mọi người chắc là vậy á. Rồi, nó có 6 sức tấn công nha mọi người, bằng kiếm sắt luôn. Và nó có chức năng là khi mình đánh vào con quái vật á thì con quái vật đó sẽ bị tàn hình. Rồi, mình nuôi như đây kính là được rồi. Mình chỉ cần làm cái kiếm tàn hình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi mai ha. Trước hết là mình cần tiêu diệt động vật để lấy thịt ăn cái đã. Chứ xuống hang mà không có thịt là chết đó mọi người ạ. Đây, cuối cùng cũng thấy động vật rồi. Trời ơi, đi một quãng đường xa rồi ấy, mới thấy động vật mọi người ạ. Cái rừng thông này không có động vật luôn. Kể cả con cáo cũng không có luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dùng cây kiếm tàn hình này mình đánh vào con cừu xem sao. Đó. Ủa. Ủa. Con cừu đâu? Các bạn ơi, con cừu nó dịch chuyển nó mất tiêu rồi. À đây, nó tàn hình mọi người ạ. Mình cứ tưởng nó dịch chuyển đi mất đấy chứ. Ồ. Thú vị vãi. Đây, rồi, con bò nó tàn hình ở đâu thì mình không biết nha. Mình cũng không thấy con bò luôn nhưng mà mình kiểu bị cà giật đó mọi người. Đây, mình đánh vào con bò đúng không? Đó, các bạn nhìn mình nè, đó, biến mất luôn. Không còn thấy mình nữa luôn. Mình cũng tàn hình theo con bò luôn nha mọi người. Đây. Cả hai đều tàn hình mọi người à, chứ không phải riêng cái con mà mình đánh vào. Thôi, mình dùng kiếm thường mình tiêu diệt đi. Ở bên kia có một con cáo kìa. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt hết bò ở đây. Đó. Ở đây thì chỉ có một con cừu trắng thôi. Mình cần thêm vài con cừu trắng. Ui vãi, con bò nó đi vào đây luôn. Mày. Bò này. Ở đây có sắt không? Ở đây chỉ có than thôi mọi người ạ. Mình cũng không cần nhiều than. Nếu mà chúng ta muốn chế tạo kiếm TNT á thì chúng ta cần phải có một quả TNT cùng với lại một xô lava nha mọi người. Và chức năng đặc biệt của kiếm TNT hình như là triệu hồi mấy quả TNT ra để nổ hay sao á. Mình nghĩ là vậy. Hồi nãy mình có đọc chức năng rồi nhưng mà quên. Ở đây có rất là nhiều đồng luôn mọi người ạ. À đúng rồi mọi người ơi, đồng cũng có thể tạo ra kiếm ấy. Kiếm sấm sét mọi người ạ. Làm bằng cái gì ta?
cái cột thu lôi á. Nhưng mà muốn chế tạo cột thu lôi hình như là chúng ta cần, à đúng rồi, chỉ cần đồng thôi mọi người ạ. Ngon. Đây 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 đây. Mình nung đồng lên. Ôi, mình cứ tưởng là chúng ta cần phải có pha lê, mình quên mọi người, pha lê là để chế tạo cái ống nhòm. Ủa, trên núi tuyết như vậy mà không có con dê trên núi nào ta? Ôi vãi. Sắp chết đói rồi mọi người ạ. Đây, chúng ta sẽ chế tạo một cái lò hun khói. Easy game. Rồi sau đó chúng ta sẽ nung thịt lên. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chế tạo cái cột thu lô nha mọi người. Ủa như vậy phải không mọi người? À 3 đồng lận. Xịn xịn xịn. Hình như là chúng ta phải chế tạo như vậy. Hay là mình phải dùng kiếm sắt mình đắp lên. Để mình xem thử nha. Rồi 3 cục nữa là 2 cái cột thu lô và đúng rồi, chế tạo được sách. Kiếm kim cương. Đây là cây kiếm Lightning, cây kiếm sấm sét nha mọi người. Và khi chúng ta dùng cái kiếm này đánh vào con gì vậy, trời ơi, nó tha cục gỗ các bạn. Đánh vào con quái vật thì con quái vật sẽ bum 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 đó, kinh không. À còn một em bò ở đây nè mọi người, bây giờ chúng ta sẽ dùng. Wow, mình chưa đánh gì luôn á mọi người ạ. Mình vừa cầm cái kiếm lên y như là mình đang cầm cây búa của ông Tho vậy, dương lên trời cái nó sấm sét nó đùng đùng. Ok, chúng ta sẽ dùng cái kiếm Lightning này đánh vào con. Wow, không đùa được mọi người ơi. Nó có cái mặt ong nữa này mọi người. Wow, nói chung là khi mà chúng ta cầm cái kiếm Lightning này lên á thì ngẫu nhiên xung quanh sẽ có sấm sét, mà sấm sét nó đánh đại thôi chứ nó không đánh vào cái chỗ mà mình đánh xuống, các bạn hiểu không? Còn muốn đánh xuống á, là chúng ta phải đánh vào cái con vật mà mình muốn đánh. À, tự nhiên cầm cái kiếm Lightning này đánh vào Reaper kiểu như tăng sức mạnh cho Reaper vậy. Để mình test thử nha. Bây giờ là chúng ta đi săn Reaper để làm TNT. Mình cần 5 thuốc súng mọi người ạ. Trời cũng tối rồi. Với lại mình cũng không ngủ được tại vì mình không có đủ len để làm giường. Cho nên là mình sẽ đi xung quanh này mình tìm quái vật mình tiêu diệt. À, đã thấy dê núi mọi người ạ. Chúng ta có thêm cừu ở đây nè mọi người. Rồi, vậy là mình cần thêm một con cừu trắng nữa. À, ở đây. Mày, ôi. Kinh vãi. Kinh thật sự mọi người ạ. Kiếm này mạnh quá. Đánh vào Reaper thử xem. Ui, đúng bút sức mạnh cho Reaper luôn mọi người ạ. Đánh kiếm tàng hình vào zombie này. Rồi. Ủa, sao mình không tàng hình? Con scare nó không cầm cung mà nó bắn được kìa mọi người. Ui vãi à. Kiếm tàng hình bị lỗi rồi. Ok, chúng ta sẽ con Reaper chết rồi nè mọi người. Mình cứ tưởng là nó biến thành Reaper sấm sét ấy chứ. Rồi, mình sẽ cố gắng tiêu diệt Reaper để làm kiếm chim chi cho mọi người xem. Ôi, khó quá khó quá. Kiếm này đánh Reaper không xin nhê mọi người ạ. Rồi, một thuốc súng rồi. Chạy. Ôi, sao con Reaper nó nổ vậy? Mình đâu làm gì nó đâu ta. À, chắc là do con scare nó bắn. Mình được một thuốc súng rồi. Hình như là mình cần phải có 5 thuốc súng thì phải á. 5 hay 4 gì đấy. Khó khăn quá mọi người ạ. May. Rồi, thêm một thuốc súng nữa. Chúng ta phải né cái con skeleton ra mọi người ạ. Con quỷ đó bắn đau quá. Chỗ có Reaper thì nó có skeleton thôi. Cố gắng tiêu diệt nó luôn. Rồi, có 4 thuốc súng rồi mọi người ạ. Quá xịn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cần thêm một thuốc súng nữa thôi đúng không? Đây, 2 con Reaper. Hơi khó nhưng mà cố gắng. Ôi thôi xong. Vẫn được mọi người ạ. Chạy. Có con zombie baby thì phải á. Ôi, con này nó đuổi dai lắm. Chạy thôi. Nó sẽ qua bên cái chỗ con cừu trắng để tiêu diệt nó. Rồi, mình đã có Chinchia đúng không? Bây giờ mình cần phải có một số lava để chế tạo thanh kiếm Chinchi. Tiêu diệt con cừu này thành công. Ai. Chạy vào hang luôn mọi người ạ. Mấy con quỷ này đủ dai quá mọi người ạ. Đây, cuối cùng mình đã có một giấc ngủ ngon. Để chế tạo thanh kiếm công trình á thì mình cần phải có một mắt Ender với lại một khối vàng nha mọi người. Để chế tạo thành công cái kiếm công trình. Đấy, có kiếm công trình rồi thì chúng ta sẽ gọi là tạo ra những công trình bằng cái kiếm đó và chúng ta nhặt đồ ở trong công trình đúng không mọi người? Sao đi đâu cũng thấy scare vậy trời. Mình nhặt được một cái cung này nhưng mà cung dởm, cung sắp gãy rồi. Mong là sẽ có thêm sắt ở dưới hang này. Rồi, toàn hang cùng.
Đi về lại chỗ cũ, mình thấy có một ngôi làng cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Đây, quá xá đẹp luôn. Ở đây là một cái vùng núi gần biển rất là đẹp. Và kế bên cái vùng núi đó thì có ngôi làng. Hình như là có một cái chỗ của mấy con zombie biển này mọi người. Cái đền ấy. Đó. Wow. Phải nói là mấy ông dân làng này lựa vị trí xây nhà cực kỳ đẹp luôn. Đây có chết này. Wow. Mình lỡ cầm cái kiếm lên mọi người ạ. Wow. Lú. Một cây rìu đá. Một cái mũ vàng. Một cục than. Đây. Mình được một cái mũ vàng mọi người ơi. Gừ gừ cái gì. Wow. Hay thật. Wow. Xịn vãi. Này mọi người. Wow. Xịn cực kỳ luôn. Một cái đền khổng lồ dưới này luôn. Mình sẽ chui xuống để lấy cái rương. Đây đây, mình thấy cái rương rồi. Một cái bản đồ kho báu. Rất là nhiều zombie biển ở đây luôn. Thôi chạy chạy chạy. Được cái bản đồ kho báu mọi người ạ. Để coi nha, kho báu nó gần ở đâu. Kế bên luôn mọi người ạ. Đây 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 đây. Chúng ta đã có kho báu. Đừng nói với mình là kho báu dưới biển nha. Chỗ này đúng không? Hơi cực mọi người ạ. Ui. Thôi mình cứ tấn công tụi zombie biển cái đã. Đông quá. Kiếm sấm sét. Người chống sóc điện. What the hell là sao? Người chống sóc điện. Mình hoàn thành cái thành tích ở đâu vậy trời? À đây, bảo vệ dân làng khỏi một cú giật điện mong không mong muốn. À thì ra là ông dân làng ông đứng gần mình cho nên là mình hoàn thành được cái thành tích này. Hơi khó khăn đây. Cái kho báu nó nằm ở đâu vậy trời? Hơi khó mọi người ạ. A few moments later. Kho báu. À đây rồi, vãi. Nó nằm ở đây luôn mọi người ạ. Thấy rồi. Wow. Đúng thứ mình cần luôn mọi người ơi. Ui rất là nhiều cá chính luôn. Đây, vậy trái tim chi luôn. Ôi vãi. Là mình farm Reaper. Đây. Rồi, chúng ta lên chơi thôi mọi người ơi. Ui, xuống sẻ cực kỳ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi múc lava nha mọi người. Mình đã có chim ti rồi. Mình cần lava. Trước hết là mình sẽ chế tạo một cái xô. Mình cần chế tạo một cái khiên nữa, đúng rồi. Một cái khiên cầm trên tay. Đó. Bây giờ chúng ta vào dân làng. Coi thử là dân làng có lava hay không nha. Có dân làng thợ rèn này. Nhưng mà chỗ ổng là không có chỗ đựng lava đâu. Nếu mà đựng lava trong cái khu rừng này cháy rừng thì sao đúng không? Nhà này nuôi cá, nhà của ngư dân. Mình mong là trên cái đồng bằng này sẽ có lava. Đây, có rương, có thêm một ít bánh mì từ dân làng. Thôi chắc mình nghĩ là cái dân làng này cũng không có cái gì mình cần đâu. Mình sẽ đi lên cái khu vực đồng bằng này để coi là có lava hay không. Mình cần một số lava để chế tạo kiếm chim chi thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến tới chế tạo cây kiếm công trình. Ok, đi xung quanh nãy giờ thì mình không thấy hồ lava nào cả. Chứ là mình phải tự xuống hang mình lấy rồi mọi người ạ. Có một cái thung lũng ở đây mọi người ơi. Ở dưới kia có rêu phát sáng. Tại sao cái thung lũng này không có lava? Có nên xuống hay không đây? Mình phải đi cái đường nào đó nó dễ xuống. Chắc là cái hang này nó nối liền á mọi người ạ. Rồi mình sẽ đi theo cái hang này xuống phía dưới ha. Cái bản đồ này mình văng luôn, không sử dụng được nữa. Ui, cái hang này không thông xuống cái chỗ thung lũng mọi người ạ. Chắc là mình dùng xô nước mình xuống phía dưới đó rồi. Trước hết là mình ngủ một giấc rồi sau đó mình sẽ dùng xô nước mình xuống dưới cái thung lũng đó để coi là chỗ thung lũng đó nó có lava hay không. Để chúng ta chế tạo cái kiếm chim chi. Ủa, cái thung lũng nó nằm chỗ nào vậy ta? Đây, mình đã xuống thung lũng dưới hang sâu này. Ở đây có rất nhiều sắt luôn. Kiếm Lightning. Ok, mình lại được thêm một cái cung nữa. Rồi. Mình nghe có tiếng lava mọi người ạ. Hướng này. Wow. Đây rồi. Đây. Chính nó mọi người ạ. Mình sẽ dùng nước lắp cái chỗ lava chạy xuống để lên phía trên múc lava. Hên quá, đúng một dòng lava luôn. Rồi, mình đã có xô lava rồi. Bây giờ chúng ta sẽ... Ui thôi xong mình rồi.
Hên quá, không cháy chết mình mọi người ạ. Mình nghe có tiếng zombie bên đây. Đây rồi. À, thì ra tụi mày muốn test chức năng của kiếm chim chi đúng không? Đây, mình sẽ chế tạo kiếm chim chi nha mọi người. Mình cần que đây. Rồi, một trái chim chi cùng với lại một số lava. Đây. Thì là mình đã có cây kiếm chim chi để đánh tụi zombie. A few moments later. Phải nói cực kỳ hên luôn, mình mới còn sống mọi người à. Lava nó chảy từ trên đầu chảy xuống luôn. Trời mẹ ơi, cây kiếm. Cây kiếm này có nên sử dụng không? Phải nói là cực kỳ kinh khủng luôn. Con Reaper nó còn điện luôn kìa mọi người. Làm sao đây? Mình không thể tin được là mình đang phá hủy mọi thứ ở dưới cái hang này luôn á. Mình cần vào địa ngục để mà làm cái kiếm công trình cho mọi người xem. Cái kiếm này mình sử dụng ở trên mặt đất xem sao ha. Ồ, mình phá hủy chỗ này, phải nói là các bạn nhìn này cực kinh khủng luôn. Mình có thể múc lava đây làm cổng được không ta? Nhưng mà cũng không đủ đâu, mình cần một cái hồ lava. Ây da, Chin Chi á thì nó không nổ chết mình, nhưng mà hồi nãy do lava nó cháy vào người mình á, cho nên mình suýt chết mọi người à. Kinh khủng quá. Ôi, lên trên thôi. Mình không có nước để leo lên cây đây này. Rồi, lắp vào đây, sau đó chúng ta sẽ đào block để leo lên. Ok, cuối cùng cũng lên trên được rồi mọi người. Yes. Bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục dùng cây kiếm vụ nổ này thử nha. Đây, mình sẽ đánh vào con ngựa và mình không biết diễn tả như nào luôn mọi người ạ. Các bạn nhìn này, lava có khắp mọi nơi luôn. Mình đang phá hủy thế giới mọi người ạ. Cái kiếm này không phải là cái kiếm chim chi bình thường đâu. Cái kiếm này là cái kiếm phá hủy thế giới đó. Đùa. Oh, có lava này. Ngon. Đây. Cái kiếm này á nó mạnh phải nồi luôn mọi người ơi. Không biết là dùng cái kiếm này đánh con rồng thì nó sẽ như thế nào nữa. Đây, mình sẽ tạo cánh cổng địa ngục. Đổ nước ở đây, rồi sau đó chúng ta sẽ múc lava từ cái vụ nổ hồi nãy nè. Trời ơi, cái thung lũng này mọi người. Tạo cánh cổng này xong thì mình sẽ kết thúc tập này nha mọi người. Rồi, mình mong là tập sau thì các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cái sinh tồn này để mà mình làm tiếp tập 2 cho mọi người xem. Tập 2 thì chúng ta sẽ chế tạo kiếm công trình và vài cái kiếm khác nữa. Ồ, ở đây có một hồ lava luôn nè mọi người. Rồi, còn một xô nữa thôi. Ok, cố gắng nào. Rồi thế là tập sau mình sẽ vào địa ngục, rồi sau đó tới lâu đài ma heo chúng ta lấy vàng với lại là lấy vi lửa để chế tạo cái kiếm công trình nha mọi người. Đây, thế là xong cánh cổng nha. Rồi bây giờ mình đi đào sỏi, mình chế tạo hột quẹt để vào cổng thôi. Easy game. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video sinh tồn trong thế giới chúng ta có thể chế tạo những cây kiếm cực kỳ mạnh. Đó, vừa rồi thì các bạn thấy cây kiếm này nó lợi hại tới cỡ nào đúng không? Và còn vài cây kiếm cực hay nữa. Mình mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ tập sinh tồn này để mà mình ra tiếp tập sinh tồn này thêm một lần nữa. Đó, rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.